Chào cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng đi vô trong cái đồng cành băng nha cả nhà. Giờ này thì trời mưa rồi cả nhà ơi. Mưa gió rồi. Đây hai chồng đang chạy xe đi vô đồng cành băng nha. Bữa nay vô đây kiếm mớ cá về nuôi nữa cả nhà ơi. Đường rất là dằn luôn cả nhà ơi, mà trời thì đây chính mưa nữa. Trời này là chuyển mưa là quá trời luôn. Chú chạy nước ở đây hả? Chạy đắng rồi. Dạ. Cái này máy của đồ của chú chưa hả? Nè, chú Hồ, chú Nam. Đó. Dân lưới anh ơi. Trời giờ này mưa nè. Nấu cháo rồi, mưa. Nấu cháo ăn chú Nam ơi. Lòng tông hả? Dạ. Lòng tông mới nãy có người ta dân đó. Dính nhiều không chú Nam? Có dính không dân đã. Còn dân lòng tông bay. Trời. Dân lưới thôi cả nhà ơi. Chú nãy nói có nào dân. Ừ. Chú bơm nước ở đằng kia anh. Quay qua ơi. Tay lưới mới mua nha cả nhà, 50 ngàn. chắc vậy quá. Mình dân nào đâu rồi chứ anh? Dân trứng chỗ nào cá đột vừa dân. Em thấy dân đường này cũng được đó. Này luôn ha. Ừ. Xuống dưới là văng đi. Mỗi bữa thì thấy cá ọc nhiều dữ lắm luôn á. Cái này mình có thấy hả? Trời mưa lâm lâm. Cây chăm có trái, con gái có chồng. Đây không có vợ hả? Còn câu sau là câu gì cả nhà? Nó giờ không dằn xéo qua xéo lại ha anh. Giả dớ luôn thưa ơi. Sâu lắm, cái này sâu lắm. Dắn này dài nó đẳng hả? Vậy là được rồi đó, vậy lai ngay như là được rồi. Mưa cả nhà, lúa nó phất phơ đẹp dễ sợ không? Trời chuyển quán luôn. Thấy có dính nè. Có dính đó, em thấy có mấy con. Dạ. Ừ, để lại đi. Để lại đi. Chị nào ấy mình thả dở lên. Để cho nó gồng gồng chút á. Tại vì nước gồng bây giờ mình văng là nước nó đang gồng hơi á cả nhà. Để họ cho nước gồng nhiều đi rồi mình thăm. Vô. Thăm cả nhà. Thấy đâu dép. Rồi dép. Vô. Trời. Ngủ con dắt. Giờ trời cũng hết mưa rồi cả nhà ơi. Nhưng mà còn âm u. Giờ Phong đi cuốn lưới luôn nghe cả nhà. Ốc mà không biết dính không nữa. Nó xịu anh ơi. Cái mang hả vậy? Ê dạ. Nó lúng dữ. Cái kiến làm cuốn lưới đi dính mà dính ít xịu cuốn đi rồi lên bờ mình gỡ
cũng bổn bổn đó anh, quéo được rồi. Nãy quên bắt nồi cháo lên kìa. Nhiều đủ không anh? Em thấy là khô quéo một chảo nhỏ là hai chồng đủ ăn rồi. Thấy giăng lưới cũng ít cả nhà ơi, giờ giăng cái tay đó giăng chồng lên thêm một chặp nữa nghe cả nhà. Nguyên bảy cái lồng tổng đây nè anh ơi. Nhà chỗ lá chuối á, nguyên bảy đó 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 đó. Đây nè. Giờ giăng thêm chồng một cái nữa đi, cái chút xíu mình thăm cho nó nhiều nhiều á. Nó chán nó được rồi. Đang thắng đấy ha. Ừ. Giăng gặp mé thôi anh. Giăng dài đi, khỏi giăng qua bên sông. Rồi vô. Rồi, xong rồi. Giờ em bắt nồi cháo lên trước. Bắt nồi cháo lên trước đi. Đây. Đừng nào phải con mới. Nấu cháo. Giờ bắt nồi cháo lên này nghe cả nhà. Do là trời mưa cho nên mình cái này mùa vô mùa mưa mình phòng hở cái bếp ga mình đem theo để có mưa thì mình nấu, tại vì mưa thì củi nó ướt hết đó cả nhà, cho nên mình không có kiếm được củi á, mình sử dụng ga. Nói trong thời gian chờ đợi thì mình bắt nồi cháo lên trước. Đây là cái phần lá cẩm nè, rồi mình sẽ nấu cháo lá cẩm nha cả nhà. Mình đã nấu sẵn rồi. Dạ là chẳng hâm lứ luôn đi. Vậy anh đi đi, em ở đây em canh nồi cháo nha. Đem lại đây mình gỡ anh. Rồi giờ Phong đi đẳng hâm tay lưới cả nhà. Được có nhiêu hả anh? Ừ, được mớ. Dẫn sáu lửa mấy chỗ bỗng dẫn sát cát vô. Dạ. Bữa nay bác Sáu vô xào phân. Cũng bổn chứ bộ. Nhiêu đủ kho rồi. Kho quéo nấu nồi cháo rồi, hấp rồi. Sao thấy người ta có lưới này nè bác Sáu, người ta dăng nhiều, bác Sáu người ta vũ không à? Ừ, nó dăng đẹp ở đây nó vũ hoài gì. Tại nó mới nó chưa có thấy. Vũ lỡ ra hả? Ờ, vũ là nó ra luôn à. Hay. Rửa màu luôn. Ok, gỡ tiếp Phong mới được để mặn ăn nấu cháo ăn cả nhà đây. Coi cái nồi cháo. Cháo sôi nhiều quá. Sôi nè. Nước là chừng 3 bữa nữa. Khai nước kìa hả bác Sáu? 3 bữa nữa khai. Có cá nữa. Dạ. Đây lá cẩm. Mình cho lá cẩm vô đây nha cả nhà. Nấu cháo lá cẩm ăn. Quá trời rồi, hồi cháo quá trời nhiều rồi. Sáu ăn chung với đường kìa. Sáu mới ăn cơm xong. Giờ qua đây nấu nè cả nhà. Còn cái sở đó nó hơi tối á. Dưới ở đây nấu cho nó mát đó. Cháo nó cũng đã sôi lên nó nở ra hết rồi. Mình sẽ nêm vô đây một miếng muối với lại một miếng đường nha. Cho ở trong đồng á, cho nên mình không mua nước cốt dừa được á cả nhà. Cho nên mình nêm nó ngọt ngọt một xíu để dễ ăn. Thường thường có nước cốt dừa thì mình khỏi cần phải để đường. Thôi ha. Đây qua ớp thằng cá luôn đi. Nước màu dân hai lần được nhiều chứ, dân hai lần có nhiêu cũng đủ ấy rồi, được rồi.
mắm. Nêm nó thấm mà. Mà cháo chín rồi mình bắt lên mình không quéo ăn được. Mình cho miếng bột năng nha cả nhà vô cho nó sợp lại. Dạ dạ sao kêu chắc cái rau chà đây nè cả nhà, chắc kim cá à? Đúng rồi, cho nó sợp lại cả nhà, cái này vô nó cũng béo lắm, hai nước cốt hai nước cốt cả nhà đổ vô nè. Mưa nữa rồi kìa. Mưa nữa. Đặt mép bên kia sao? Đặt xuống kho cá đi. Để lên lấy anh. Để. Nóng không? Nóng gì? Cho đây đi. Cá kho sạch lại nó là ăn được. Cho ớt vô rồi cả nhà. Trái đi. Gì? Trái rồi. Cho đổi nguyên trái đi. Tiêu. Tiêu đã. Để cho nó ráo ráo cho nó béo một chút. Mình cho tiêu vô. Gió quá gió rồi cả nhà. Thật là lạnh này ăn cháo đúng bài luôn. Mưa nó lâm râm. Nó sao ụt ụt nhiều quá anh. Cho tiêu vô nó là mình ăn được. Dạ. Vừa ăn rồi, ngon lắm. Nó đã luôn. Sao ụt lên nữa thấy không? Lên. Rồi. Mật nồng, mật tiêu. Mật nồng, tiêu muốn á xì cho một cái thì cái đã chứ. Rồi, ăn thôi. Ăn được rồi cái này. Gà xăng. Quá chó. Cháo màu tím tím đẹp phải không? Cháo là dứa. Này trời cháo là cẩm. Rồi, cháo mình nấu xong nè cả nhà ơi. Hôm nay ra đồng thì trời chuyển mưa rất là u ám luôn. Thì hồi nãy thì cũng đã mưa rồi đó cả nhà. Bây giờ thì nó chuẩn bị sắp chuyển nữa rồi. Mời cả nhà cùng dùng cháo ngoài đồng với hai vợ chồng nha. Bây giờ nhà ăn cháo. Đưa đũa vậy đó. Béo quá cả nhà ơi. Bữa nay ai cũng bơm. Ừ, bơm nước. Phát sáu ăn chay, phát sáu không có ăn. Lại phát sáu ăn cơm rồi. Bữa nay phát sáu vô đồng xả phân nữa cả nhà. Bây giờ mình bướm cái gì cũng muốn chứ. Vừa làm á thì
được có tiền, còn người mặn thì khỏe. Khỏe cũng có tiền luôn. Trời mưa không? Hồi nãy vô này chuyển mưa nữa. Thôi cháu vô quá đã. Cháu sao rồi? Dạ. Dạ. Có. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video kỳ sau. Bye bye. Bye.